Ngoài nó biết nói ở bên ngoài đào khổ, mất bên ngoài con biết ở dài, khóc theo cháu luôn. Mình cũng muốn một lần ba mẹ đưa Vinh đi chơi. Vinh nhớ mẹ thì gọi cho mẹ. Và khi mẹ về, con dệt đồ cho mẹ, nấu cơm, chăm sóc mẹ, mua đồ ăn cho mẹ. Những lúc ấy, mẹ mua quà về cho Vinh. Thứ Biên đi học à, bà ngoại ở nhà làm công việc, nấu cơm cho ông Biên thôi. Bà con có mẹ, con có mẹ chứ không có mẹ. Cứ có tiền trong nhà rồi mua đồ ăn. Hai cháu nhà tôi đó, bị thiếu dinh dưỡng nặng đó. Ước gì mà có sức khỏe cho người mình, lo hai cháu hai đứa đó. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Con tên Điệu Hoàng Minh, năm nay con 12 tuổi, học lớp 6, con ở trường trung học cơ sở Lập Thiện, con ở giúp bà ngoại, để em. Tôi tên Thị Khuynh, năm nay 61 tuổi rồi, tôi là bà ngoại Hoàng Minh. Bà Hoàng Minh bị bệnh tai biến, nó mất rồi, mất từ Hoàng Minh 2 tuổi. Nói về bé Điệu Hoàng Minh thì thực chất năm nay là tôi mới tiếp xúc năm đầu tiên. Tại vì là năm nay là em mới vào lớp 6 thì em mới chuyển ra trường ngoài này học. Lúc trước là em học trường tiểu học là học ở gần nhà. Thì em này nói chung là ngoan, lễ phép. Còn về vấn đề gia đình á, thì em có cái hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Có nghĩa là mẹ thì do là người đồng bào thiểu số cho nên là lập gia đình rất là sớm. Và cách này mấy năm thì ba em đã qua đời. Và sau đó thì mẹ em đã đi thêm một bước nữa. Và hiện tại là em có hai anh em học lớp 6, còn em trai của em thì học lớp 4. Thì hiện tại bây giờ là đang ở với bà ngoại. Nhà thì ở nhà tình nghĩa, là do nhà nước xây. Nhà rất là nhỏ và chật hẹp. Rồi mẹ em thì do là lập gia đình mới và cũng có một người con khác. Cho nên là mẹ em cũng không có thường xuyên đến để thăm non. Và lâu lâu thì chỉ cho một bao gạo thôi. Còn em có một người cậu nữa thì cũng đi làm thuê làm mướn. Rồi ở đó thì ai cho gì thì bà cháu ăn đó để sống qua ngày. Mỗi tháng xã cho 500 ngàn, mua gạo một bao 300 ngàn rồi. Còn 200 ngàn mua muối, mua ngọt, mua nước mắm. Còn cháu đi học cũng có tiền bón nhà trường nữa. Hôm qua cũng nói cho bà ngoại đó. Cô dân đóng tiền bà ngoại có tiền đâu mà đóng. Cho nên từ đó thì tôi rất là cảm thông về cái khó khăn của phụ huynh cũng như là của học sinh. Trên cái con đường đi tìm con chữ, đường thì lại xa. Rồi trời nắng thì bụi, mà trời mưa thì sình lầy nữa. Bây giờ lo lắng nó không có ai nuôi đứa cháu đó. Sức khỏe biết tốt biết không. Bệnh đào hoài hả? Năm ngoái nó không biết nói ở bà ngoại đào khổ. Mất bà ngoại con biết ở dài. Khóc theo cháu luôn. Mình cũng muốn một lần ba mẹ đưa Vinh đi chơi. Vinh nhớ mẹ thì gọi cho mẹ. Và khi mẹ về, con dệt đồ cho mẹ, nấu cơm, chăm sóc mẹ, mua đồ ăn cho mẹ. Những lúc ấy, mẹ mua quà về cho Biên. Thứ Biên đi học à, bà ngoại ở nhà làm công việc, nấu cơm cho ông Biên thôi. Bà con có mẹ, con có mẹ chứ không có mẹ. Cứ có tiền trong nhà rồi mua đồ ăn. Hai cháu nhà tôi đó, bị thiếu dinh dưỡng nặng đó. Ước gì mà có sức khỏe cho người mình, lo hai cháu hai đứa đó. Sau này lớn lên con ước mơ được là bác sĩ để cứu người. Rồi chào cả nhà nha. Chào bà, chào chị, chào hai con. Chơi nào. Ồ, chị là gì của gia đình? Dạ là cô ạ. Được, cô ở gần đó không? Dạ cũng gần đó. Cũng gần đó. Rồi bây giờ không có cha, không có mẹ ở. Rồi bà không có gì lo hết. Rồi cô, dì, chú bác có phụ gì cho hai đứa nhỏ không? Dạ cũng có hả. Cũng có hả. Mình là người đồng bào gì chị? Dạ người đồng bào Sứ Tiên ạ. À Sứ Tiên hả. Con tên là Bin, còn đây là tên là gì? Dạ con tên là Hoàng Phúc. Hoàng Phúc hả, tên đẹp quá hả. Con nhà con làm gì giúp được bà với lại cô nè? Dạ nó con chỉ là giặt đồ. Giặt đồ luôn hả? Dạ. Thấy chưa, mấy em nhỏ thấy chưa, người ta lớp 6 thôi mà giặt đồ nấu cơm rồi luôn đó. Ví dụ bây giờ bà có một số vốn đi, bà với hai cháu sẽ làm gì theo chị?
Theo em á, thì em nói với ngoại vậy nè, giờ nếu mà có một số ít vốn á, ngoại sửa lại cái bếp đi, đỡ mưa dột, rồi mà ngoại mua thêm con hai con heo á, ngoại nuôi. Đó, còn bao nhiêu thì ngoại để đó đi rồi cho cháu, đóng tiền học cho cháu đúng đi học. Đúng rồi đó, cái chuyện nuôi heo là được rồi đó. Bà là nuôi heo được không? Yeah. Nuôi gà, nuôi heo được ha. Yeah. Tại vì phải có phát triển kinh tế mới được. Đúng còn rồi. Nếu như bây giờ mà mình có một số vốn mình không làm gì hết thì nó không bao giờ nó nhân ra được hết trơn á. Yeah. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Bond thực hiện. Được phát sóng vào lúc 20:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home.